Chiều men những chốn mơ đầy lưu luyến, những ký ức khi dâu không thể quên. Ở đây du khách phương xa tìm đến để thấy những nét kiều diễm của đất nước ta trên khắp mọi miền. Ở đây sẽ đây quê quần em ấm bên gia đình bên người thân, để cho tình yêu sẽ mãi ngập tràn. Là đây thiên đường hình dáng Việt Nam, từng sự chăm sóc cơn cần làm mọi lo âu sẽ biến tan. Dành hết tâm huyết vì hạnh phúc bao người, để ngày mai bước lên thêm một tầm cao mới. Bao nhiêu năm cống hiến tiên phong luôn dẫn lối, tận sâu trong ta muốn nói tự hào nụ cười vì